Thấy vị. Ngoài quá. Ngoài máy quá. Rồi. Không phải chép mà nổi gì? Đã nổi đâu? Đến rồi. Trắng rồi. Trắng là chép à? Chép. Có gì thế nhỉ? Cá nó vào như thế lại không lên cá đâu. Đi đẹp phết đấy dốc. Không biết con gì. Tâm cực kỳ nhiều lấy của phát đè ngay. Chép 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 rồi. Chép. Bơi quá ngắn. Đẩy báo nó phát không đánh được. Đó mày mới chết đây. Đã, nó biết. Chép 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 chép. Chép. Chép chép lên đi. Chép rồi. Con này phải được 3 cân đấy. Bé, lấy một người, đó. Nổi rồi. Nổi lên kia, nổi lên. Mắt xinh nhỉ. Vòng, nó đem vòng. Tí đấy. Kè bụng. Về lái à, bụng này. Đánh hơi chậm. Nó mím nhẹ ngay đánh luôn mà. Bực 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 quệt quệt nhẹ. Cái mặt này. Chuẩn bị vào vật. Xong. Dạ xong. Ba giờ mới lấy cá. Chưa đến 3 giờ. Rồi này. Về sớm quá. Về ăn cá thì sớm quá. Nó lịch trình nó đúng lịch được rồi. Đúng lịch được à? Xác định nay muốn rượu cá thì phải có cá đúng không? Đóng tuổi bây giờ. Tí phải cử người bắt cá được trước không? Không đuổi chết. Đúng rồi. Con này khả năng vứt chép rồi các bạn. Đây là đủ bò này các bạn này. Khả năng chép rồi. Bên phao này khả năng chép rồi. Các bạn nhìn cần câu này. Cần có cong đâu. Cũng không cong lắm. Khả năng là cá cũng nhỏ. Chép nhỏ nhỏ chép nhỏ. Chép các bạn. Nhỏ. Chép, đánh ngọt luôn. Con đấy, con này ngon. Bây giờ để em vớt được. Này bé. Chép bé quá rồi. Cái này chắc lâu lắm. Xong. Ui. Dân dụ cá thì đeo nó vào nhiều thế này. Con chép vào.
chào biết rồi. Xuống đi. Một cục cái xuống này mất phao rồi. Mấy con chép trước nọ toàn xuống rồi đấy. Chú rất nhẹ. Chép xuống nhẹ lắm. Nó không xuống mạnh đâu. Nó xuống nhím cái. Bây giờ nó xuống hết trong gian nữa. Nó đấm đánh nhanh. Rồi. Nó tụt nhẹ cái xuống. Nó đánh nhanh mất vội luôn. Một cành à? Lấy rồi, lấy rồi. Trượt rồi. Ôi. Ôi động hết ổ rồi. Em trượt thì mẹ quay ra nhiều ông canh cái thịt pha nó xuống mẹ dưới rồi. Xuống êm không anh? Thịt mẹ nó nằm mẹ dưới mặt nước rồi. Ôi giời. Giật cực lại trượt. Lại đóng vải rồi. Lại phải đen tiếp rồi. Phải đen. Con này phải chép. Phải chép. Không phải chép. Đây này. Chép cái gì? Ôi chết rồi trời. Ôi giời. Đấy, xuống đẹp quá, mình quay ra nhìn thắng lên đâu ngay. Không kịp đánh rồi. Đứt vẻ lưỡi rồi. Mất lưỡi rồi. Đứt lưỡi rồi. Mất lưỡi rồi. Đứt lưỡi rồi. Đứt linh. Ôi, đứt linh luôn này. Anh giật mạnh quá. Giật mình thì đang nhìn vậy. Đứt linh các bạn. Không phải giật máy mà giật mạnh quá. Giật mình. Càng ấy mà xuống đẹp qua tầm chặn hình. Hiểu rồi, yên tĩnh thế mà. Yên tĩnh rất lâu không thấy tầm tia không cửa quậy gì bảo hàng vào rồi. Quá luôn, số đèn. Thôi nhưng mà đèn phê được rồi. Ôi, bước cả đuối, bước cả đuối. Đấy. Đi câu cơ hội đến mà bỏ mất hết cơ hội các bạn. Xin lỗi các bạn nha, lại hết pin của cục dự phòng các bạn. Mấy cảnh bắt cá mà không biết, mấy cảnh dòng cá mà không biết, hết pin từ bao giờ không biết. Ôi trời ơi, buồn lắm các bạn. Bây giờ ném lại thì mới biết là hết pin. Lại thay quả pin khác. Tiếc thế, mất bao nhiêu cảnh quay. Hết bao giờ không biết. Anh ơi. Anh ơi. Cầm lục ở đây. Cầm lục ở đây. Ra đây mà kiếm con chép này đi câu thì phải kéo được con chép là nhìn vậy. Đây, xin chào bạn nhé, đây kết quả mỗi hôm nay ít câu quá nặng quá. Tôi test thử cái mồi chất dẫn dụ cá trong các thủy sản đấy các bạn. 4 chép, 1 chấm đen. 5 chép, 1 chấm đen, 1 chép mang về rồi các bạn. 1 chép mang về để cho đứa cháu gái nó làm ruốc. 5 chép, 1 chấm đen, hồ cơ hòa quảng ở Đền Hùng các bạn nhé. Nói chung là về sơ bộ, về... nhận xét sơ bộ về cái chất dẫn dụ này ấy, thì là cá vào tương đối nhanh nhưng mà rất nhanh tàn ổ các bạn. Cá vào có nổ nhưng mà tàn rất nhanh, nhất lấy một chép mà vào thì cực nhanh tàn ổ luôn. Như của em đây là em đứt linh một lần đấy, và mong với một con chấm đen nhưng mà rất tiếc lúc đấy là cái máy quay nó hết pin nên là không phát hiện ra. Máy sau phát hiện ra thì đến giờ cuối giờ câu rồi, không còn giờ câu nữa. Do vậy là không quay được những cảnh mà dòng chấm đen và dòng hết chép này. Và cả cảnh đứt linh, cảnh đứt linh cũng không quay được. Cảnh dòng chấm đen không quay được, cảnh dòng hết chép cũng không quay được. Rất tiếc, mong các bạn thông cảm. Không phát hiện ra máy hết pin thì bao giờ không biết. Hết cả pin dự phòng luôn. Đấy, do vậy là em phải dùng điện thoại để quay. Điện thoại bây giờ sắp hết pin rồi. Hẹn các bác clip sau. Em sẽ quay đầy đủ hơn, chuẩn bị pin tuyao hơn. Đấy, kết quả câu cá vào nhanh, cái chất dụ cá này cá vào nhanh, phải nói cá vào nhanh và cuốn ổ nhưng mà cực kỳ nhanh tàn các bạn. Nếu các bạn dùng cái sản phẩm này thì các bạn nên ủ thật lâu, ủ được càng lâu càng tốt, mình sẽ nghĩ ủ lâu sẽ bền ổ hơn nhiều. Thành ra mình đánh ổ to tí hôm nay, đánh ổ nhỏ quá. Ổ mồi hôm nay đánh có 4 cân ốc thôi, là do ít mồi quá nên nó cũng nhanh tàn nữa. Sau nếu các bạn đánh sẽ đến 6-8 cân ốc sẽ bền ổ hơn và ủ lâu hơn. Hẹn các bạn trong các buổi câu tiếp theo. Xin cảm ơn. Nếu thấy hay các bạn like kênh, like video này, đăng ký kênh, chia sẻ clip này cho mọi người đều biết. Cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại.